Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Lòng Lánh Hoài Niệm. Hãy cùng chờ xem ngày hôm nay có những thông tin gì mới nhất và đừng quên nhấn đăng ký kênh Lòng Lánh Hoài Niệm để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Theo chân Lệ Quyên, Thanh Thanh Hiền chua chát ly dị Chế Phong sau 7 năm còng lưng nuôi chồng và con riêng. Chia sẻ với một tờ báo, Thanh Thanh Hiền cho biết Chế Phong đã thay lòng đổi dạ. Cô tuyên bố: "Tôi không muốn gặp lại Chế Phong một lần nào nữa, dù là để lấy lại tài sản. Tôi mong sau này anh sẽ gặp một người nào đấy thì sẽ sống tốt với họ để có thể hạnh phúc trong chính căn hộ mà tôi đã mua bằng tiền của tôi." Vợ chồng Chế Phong, Thanh Thanh Hiền đã dính tin đồn giãn đất cách đây 2 tháng. Thời điểm đó, dù cho báo chí và khán giả liên tục hỏi thăm muốn biết rõ tình hình, nữ ca sĩ vẫn luôn từ chối. Mãi đến đầu tháng 12 vừa qua, Thanh Thanh Hiền đã lần đầu tiên chủ động hẹn gặp phóng viên để nói về những gì đã xảy ra. Chia sẻ với báo chí, Thanh Thanh Hiền cho biết mình chỉ lên tiếng một lần duy nhất và khép lại chuyện với Chế Phong. Cô xác nhận thông tin mình đã ly hôn, đồng thời nói thêm: "Hôm nay tôi đã sẵn sàng chia sẻ với các bạn và chính thức công bố tôi không còn là vợ của anh Chế Phong nữa. Đến thời điểm này tôi nghĩ mình đã thích hợp để nói rõ vấn đề mà độc giả quan tâm. Không nên giữ kín một mối quan hệ đã hết vì rất dễ gây ra hiểu lầm, gây phiền toái cho chính tôi và anh Phong." Cuộc hôn nhân của Thanh Thanh Hiền và con trai của Chế Linh đã kéo dài trong 7 năm, trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Trải qua lần đổ vỡ thứ hai, nữ nghệ sĩ sinh năm 1974, Thanh Thanh Hiền đã xúc động: "Đây là một điều khủng khiếp bởi vì nó xảy đến vào lúc mà tôi rất tin tưởng vào sự bền vững và không còn một ý niệm nào về việc chia ly nữa." Vào ngày 14 tháng 3 năm 2013, Thanh Thanh Hiền đã lên xe hoa với nam ca sĩ Chế Phong. Đám cưới của nữ diễn viên nổi tiếng và con trai vua nhạc xế Chế Linh đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng tại Hà Nội. Trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Thanh Hiền mặc váy cưới. Thanh Thanh Hiền và Chế Phong đã nảy sinh tình cảm cách đây vài năm, tuy nhiên cả hai rất kín tiếng về mối quan hệ này. Đầu năm 2014, Thanh Thanh Hiền chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Anh cũng làm nghệ thuật và rất nghèo, nghèo nhất trong những người nghệ sĩ nghèo." Chế Phong sinh năm 1973, trước khi đến với Thanh Thanh Hiền, anh đã từng 2 lần đổ vỡ và có 3 người con. Người con lớn của Chế Phong khoảng 19 tuổi, con út khoảng 3 tuổi. Chế Phong ít hơn Thanh Thanh Hiền 4 tuổi, mối quan hệ của cả hai được Chế Linh rất ủng hộ. Trước khi đến với Chế Phong, Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú đã chung sống với nhau 10 năm và có 2 cô con gái. 2 con sống cùng với bố, vì muốn ở gần con chị đã mua nhà mới gần tổ ấm xưa. Sau đó Thanh Thanh Hiền đã cưới Chế Phong và từng tâm sự: "Anh rất tử tế với con riêng của tôi." Nhớ lại quá khứ với Chế Phong, Thanh Thanh Hiền đã chia sẻ cả hai đã từng song hành trên một con đường. Nhưng rồi, nhịp bước đã dần không đều nữa. Cuối cùng cô không thể nào theo kịp đối phương, vì thế muốn dừng lại. Bản thân của Thanh Thanh Hiền đã phải đấu tranh rất nhiều. Từ tháng 3 năm 2019 cho đến khi ly hôn là tháng 4 năm 2020, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Thanh Thanh Hiền còn cho rằng, nếu như Chế Phong biết bằng lòng với những gì bản thân đã có thì gia đình sẽ rất hạnh phúc. Trong gia đình của cặp đôi này, Thanh Thanh Hiền chính là người kiếm tiền. Vì thế, việc nam ca sĩ không đi hát vốn không ảnh hưởng gì nhiều. Không phủ nhận, Thanh Thanh Hiền đã nói: "Anh ấy không giống như thời ban đầu gặp tôi. Nếu tôi nhìn thấy con người của anh ấy ở lúc đổi khác này thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ yêu. Về phong cách, tính cách, tư chất, anh ấy vẫn như vậy. Cái mà thay đổi duy nhất của Chế Phong là sự thay đổi lòng dạ." Tiết lộ thêm, Thanh Thanh Hiền cho biết Chế Phong đã tìm cách níu kéo khi cô đưa ra quyết định ly hôn. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không chấp nhận, thậm chí đã chặn tất cả những cách liên lạc với chồng cũ. "Lý trí đã nói với tôi rằng phải cho người đó cơ hội, còn tình cảm thì nói ngược lại. Vết thương quá sâu không thể nào liền được. Nếu như muốn vết thương lành lại, chỉ còn một cách là chia tay. Đến giây phút này thì tôi không muốn gặp lại Chế Phong một lần nào nữa trong đời, dù là gặp để lấy lại gia sản. Có chăng thì trong thâm tâm, tôi muốn nhắn nhủ với Chế Phong rằng, qua đổ vỡ, mất mát và nỗi đau, anh hãy nhìn nhận lại bản thân. Tôi mong rằng sau này anh sẽ gặp một người nào đấy thì sẽ sống tốt với họ để có được hạnh phúc trong chính căn hộ mà tôi đã mua bằng tiền của tôi tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh." Thanh Thanh Hiền trải lòng. Sau đây là cuộc phỏng vấn với Thanh Thanh Hiền. "Sau đổ vỡ với Chế Phong, chị đã có người bạn đồng hành mới chưa ạ?" "Tôi có rồi, tôi có một người bạn, một người cộng sự mới. Dạo này tôi phát hiện ra ở bạn ấy có một sự đồng điệu với tôi rất nhiều. Đó chính là con gái của tôi, bé Tấm. Tôi chỉ cần nói ngắn gọn như vậy, không cần giải thích dài dòng là bạn đã hiểu ngay. Hoặc là chỉ cần bắt đầu một câu nói, ánh mắt, hai mẹ con đã tự hiểu với nhau. Đó là điều mới mẻ và niềm vui của tôi lúc này."
Người ta đồn rằng Thanh Thanh Hiền rất giàu có dù không kinh doanh thứ gì ngoài đi hát. Chị đã mua được rất nhiều nhà và đất phải không? Các xe có cao nhưng cao ở mức độ, người giàu có dư giả mời được đã đành, người trung bình người ta cũng có thể mời được, cho nên tôi rất nhiều sâu. Tuy vậy, hiện tại tôi không có cái nhà nào để cho thuê. Tất cả những bất động sản mà tôi đang có thì một là tôi đang sống, hai là tôi để không cho thuê bao giờ. Tôi không nhận mình là đại gia bất động sản, tôi chỉ có một vài cái nhà nhỏ. Chị mua đất từ thời chị trẻ đi diễn tích cóp được hay là mới gần đây? Tôi đã mua từ thời rất lâu rồi, nhiều năm rồi, nhưng mà tôi mua xong thì đều cho mà, tôi có giữ cái nào cho mình đâu. Tôi cho Giai, rồi cho các con. Cho bố của các con của tôi, cũng là cho Giai mà. Bố của các con tôi có trách nhiệm phải giữ cho chúng. Tôi cho hết cách đây 10 năm, 10 năm trở lại đây tôi trắng tay phải làm lại từ đầu. Tôi mua nhà, mua đất từ đầu và hiện tại nó là của tôi. Nhưng nếu như có cần phải cho nữa thì tôi sẽ lại cho. 10 năm trước khi cho hết tài sản của mình chị đã làm lại từ đầu, đó có phải là quyết định rất khó khăn? Tôi cảm thấy rất bình thường bởi vì tôi thấy việc cho hết sức bình thường. Thế thì mới cho được, bắt tay làm lại từ đầu chứ quyết định khó khăn, đắn đo, tiếc thì mình sẽ không thể nào cho được đâu. Chỉ có một cách vui vẻ và người được cho người ta nhận một cách vui vẻ, lịch sự thì mới vui. Tôi thuộc tiếp người sống đơn giản, có thì sắm không thì thôi, tôi cũng chẳng đặt ra vấn đề mình cần mua thêm nhà, thêm đất. Tôi đơn giản và cũng là người thuận theo lẽ tự nhiên, bởi vì tôi tự tin vào mình, tôi dễ sống, dễ thích nghi và được nhiều người yêu mến. Đó là một tài sản rất lớn của tôi, tôi nghĩ vật chất cũng ở mức độ nào đấy mình làm được, mình cứ sống sao cho thoải mái, nếu như dư giả thì tốt, không có cũng chẳng sao. Thanh Thanh Hiền và Xuân Ninh là một cặp diễn ăn ý trên sân khấu hài. Vào đầu năm 2014, Xuân Ninh đã bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm với người bạn diễn xinh đẹp. Tôi thích Hiền bởi vì tài năng của cô ấy. Chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng là lúc trẻ. Tôi đã định sau này sẽ lấy Hiền làm vợ. Tuy nhiên, dự định của nam danh hài không thành. Sau sự đổ vỡ hôn nhân của Thanh Thanh Hiền lần thứ hai, nhiều khán giả tiếc nuối. Giá như ngày đó Thanh Thanh Hiền và Xuân Ninh cưới nhau, có lẽ mọi chuyện đã vui hơn nhiều. Tuy nhiên, Thanh Thanh Hiền thì chia sẻ hiện tại cô đang rất mãn nguyện vào cuộc sống của mình. Chẳng cần phải có đàn ông bên cạnh, cô chỉ cần có các con.